Kính chào quý vị và các bạn, mời các bạn xem bản tin Phạm Minh Chính chống dịch, Nguyễn Phú Trọng rình rập cướp công. Trước Phạm Minh Chính thì chính phủ ông Nguyễn Xuân Phúc đã nỗ lực dập dịch trong suốt năm 2020. Thành tích này được Đảng Cộng sản Việt Nam tuyên truyền dùng để gây thành tích cho Đảng. Ông Nguyễn Phú Trọng suốt năm 2020 chỉ lo đấu đá để viết nên suất đặc biệt cho bản thân mà không có kế hoạch gì đối phó với tình hình dịch bệnh của đất nước. Hơn thế nữa, ông còn dẫm lên cả điều lệ Đảng để tiếp tục làm nhiệm kỳ thứ ba. Cuối cùng, nguyên năm 2020, nỗ lực dập tắt dịch thành công thì ông Nguyễn Xuân Phúc bị loại khỏi ghế Thủ tướng. Có thể nói suốt năm 2020 là năm ông Nguyễn Phú Trọng vừa đấu đá vừa rình dập sơ hở của Nguyễn Xuân Phúc để loại ông này. Vì lo chống dịch mà hở sườn là một bài học cay đắng đối với ông cựu Thủ tướng. Bản chất của Nguyễn Phú Trọng là như vậy. Ông ta là người giỏi đấu đá trên chính trường, chứ ông ta ít có khả năng xử lý các khủng hoảng quốc gia. Trước khó khăn, ông Trọng không biết tới dân mà chỉ biết tới Đảng. Trong Đảng thì phe cánh của ông là được ưu tiên nhất. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc dập dịch tốt nhưng vẫn mất ghế Thủ tướng. Bây giờ, khi đã thay thế ông Nguyễn Xuân Phúc, thì việc trước tiên của ông Chính là dập dịch thành công trước đã. Ông Chính phải thể hiện ông khá hơn ông Nguyễn Xuân Phúc, hoặc ít nhất là bằng, chứ không thể kém hơn. Ông Nguyễn Phú Trọng là con người thâm hiểm. Còn đàn anh của Phạm Minh Chính là Nguyễn Tuấn Dũng đã bại dưới tay ông Trọng, thì ắt hẳn ông Phạm Minh Chính không thể coi thường. Ông Trọng rình rập bới móc sai phạm rất giỏi. Nếu không giỏi thì ông đã không tống được hàng loạt quan chức phe khác vào lò như trong nhiều năm qua. Ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay đang muốn rình rập sơ hở của Lê Văn Thành, của Nguyễn Thanh Nghị và cả Phạm Minh Chính. Với Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ban Nội chính Trung ương, ông Nguyễn Phú Trọng có đủ nhân lực và quyền lực để kiểm tra mọi ban ngành. Ông Nguyễn Phú Trọng là lãnh đạo cao nhất về mặt Đảng, dù là chính phủ hay các bộ, ông Trọng đều có cớ để kiểm tra bất chợt. Và Phạm Minh Chính thì cần phải làm gì trong lúc này? Ông Phạm Minh Chính những ngày qua rất bận rộn. Vào ngày 22 tháng 5, ông Chính đến tận Cần Thơ chỉ đạo chống Covid. Ông Chính đã nói tại đây như sau: chúng ta không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Đồng thời, nếu dịch COVID-19 xuất hiện, tình huống xấu xảy ra, chúng ta cũng phải hết sức bình tĩnh, không hoảng hốt, lo sợ. Một con người thông minh như ông Phạm Minh Chính thì hiểu hơn ai hết. Những gì ông làm phải tốt hơn người tiền nhiệm và cần phải chuẩn bị đối phó với thế lực chính trị mạnh nhất trong Đảng sao cho hiệu quả. Kết quả nào với ông Nguyễn Xuân Phúc thì ông Chính cũng đã hiểu. Giờ trong tay không có quyền lực mà lại ngồi chiếc ghế chủ tịch nước, hữu danh vô thực, dễ bị làm mồi cho kẻ khác như Trần Đại Quang đã từng bị trước đây. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính đến tận Cần Thơ để dập dịch. Tại Cần Thơ, ông Phạm Minh Chính vừa chống dịch vừa lo cho công tác bầu cử. Ông Chính là người có trách nhiệm chăn dắt đoàn đại biểu Cần Thơ nên ông phải về Cần Thơ như một công đôi việc. Trong khi đó, ông Nguyễn Phú Trọng không cần đi đâu xa cả. Ông ở lại ngay Hà Nội, chỉ đi bỏ phiếu cho chính mình là xong. Thời gian còn lại, ông nghe báo cáo từ cấp dưới về các hoạt động của ông Phạm Minh Chính cũng như quan chức chính phủ khác. May cho ông Phạm Minh Chính là ông giữ được Vũ Đức Đam để chống dịch hỗ trợ ông. Nếu không có ông Đam, Phạm Minh Chính khó mà lo nổi công tác dập dịch cho được. Trong chính phủ của ông Phạm Minh Chính hiện nay, có nhân vật rất lớn thuộc phe của ông Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang. Phạm Minh Chính cũng cần phải cẩn thận, nếu không đẩy được ông Trương Hòa Bình đi khỏi chính phủ như Nguyễn Tấn Dũng đã đẩy Vương Đình Huệ ra khỏi chính phủ vào năm 2012, thì ông Chính khó mà làm việc một cách tự do cho được. Có ông Trương Hòa Bình thì ông Phạm Minh Chính khó mà kê cao ghế để ngủ yên. Muốn yên mạnh thì Phạm Minh Chính cần phải thanh lọc tai mắt của Nguyễn Phú Trọng trong chính phủ. Đó là điều cần thiết hiện nay. Và dư luận cho rằng mục tiêu kép là cái bẫy đang gài Phạm Minh Chính là gì? Mục tiêu kép là mục tiêu mà Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra. Trong đó, người chủ xướng vấn đề này là ông Nguyễn Phú Trọng. Mục tiêu kép là vừa chống dịch thành công, vừa phải hoàn thành mục tiêu kinh tế. Đây là hai vấn đề rất mâu thuẫn. Nếu chống dịch tốt thì phải cách ly và cấm tụ tập. Mà cách ly càng nhiều thì kinh tế càng lâm vào khó khăn. Chính vì vậy, để hoàn thành mục tiêu kép là cửa rất hẹp để thực hiện cho được. Hiện nay, Việt Nam chưa có vaccine đại trà, nên chống dịch chủ yếu vẫn là cách ly. Điều này không thể không ảnh hưởng đến kinh tế. Vào năm 2020, kinh tế Việt Nam chỉ phát triển có 2,91%, trong khi đó năm 2019
phát triển của Việt Nam lên tới 6%. Vào năm 2021 này, việc chống dịch cũng sẽ chỉ dựa vào mệnh lệnh nhà nước để cách ly các trường hợp nghi nhiễm. Mà chống dịch chỉ bằng cách ly thì không triệt để, nó hết rồi lại bùng phát trở lại, chứ không là có chuyện hết hẳn hoặc giảm luôn như nước Mỹ được. Và kinh tế Việt Nam hiện nay nhìn vào con số thì thấy khá khả quan, nhưng kỳ thật những giá trị tăng trưởng đó không phải bởi doanh nghiệp trong nước mà chỉ là do các doanh nghiệp nước ngoài mà thôi. Thực lực kinh tế Việt Nam còn rất yếu. Theo một số nhà đánh giá thời cuộc thì tín hiệu cho thấy sớm muộn nhất là giữa năm 2022 Việt Nam mới có vaccine đại trà. Trong khoảng thời gian chưa có vaccine đại trà ấy, không chắc ông Phạm Minh Chính có thể chống dịch tốt cho được. Đây là hình ảnh mục tiêu kép là cái bẫy đang răng ra với ông Phạm Minh Chính. Vào năm 2020, ông Nguyễn Xuân Phúc đã thực hiện mục tiêu kép không thành công. Chống dịch thành công nhưng kinh tế thì điêu đứng, hàng ngàn doanh nghiệp bị phá sản. Tuy bề ngoài đảng cho thông báo là thực hiện mục tiêu kép thành công, nhưng thực chất nó đã thất bại. Đã chống dịch thành công thì không ai có thể phát triển kinh tế thành công được. Việc ông Nguyễn Xuân Phúc bị thổi bay ra khỏi chiếc ghế thủ tướng cũng có thể là một phần do không hoàn thành mục tiêu kép này. Như vậy thì cái gọi là mục tiêu kép là yêu cầu quá phi lý mà ông Nguyễn Phú Trọng đã đặt ra cho bên chính phủ phải thi hành cho được. Việc ra mục tiêu thì bao giờ cũng dễ hơn là thi hành. Vì vậy, việc làm của Ban Bí thư bao giờ cũng đơn giản hơn bên chính phủ. Để gài bẫy thủ tướng thì ông Nguyễn Phú Trọng chỉ cần họp Bộ Chính trị, đề ra mục tiêu thật phi lý rồi giao cho chính phủ thi hành, rồi sau đó ngồi giám sát chính phủ thi hành ra sao. Nếu thi hành không được thì dùng lý do đó để kỷ luật từng người. Và hiện nay, ông Phạm Minh Chính đã có ông Vũ Đức Đam làm phụ tá. Rất có thể ông Chính chống dịch thành công, còn mục tiêu kinh tế có đạt được hay không thì phải chờ đợi ít nhất là một năm nữa mới biết được. Và kinh tế vào năm 2021 này có thể sẽ dễ dàng hơn năm 2020. Tuy nhiên cũng không thể chủ quan, cái bẫy đã răng ra thì cũng rất dễ bị sập. Và tiếp tục câu hỏi được đặt ra là liệu ông Phạm Minh Chính có học được bài học của ông Nguyễn Tấn Dũng vào năm 2001 hay không? Hoặc ông Lô Đức Mạnh làm Tổng Bí Thư, ông ta đã cho lên dự án khai thác bauxit Tây Nguyên. Đến năm 2007 thì triển khai, Quốc hội bất chấp ý kiến của dân phản đối dự án này vẫn cho thực hiện dự án. Đến khi dự án thất bại, ông Nguyễn Tấn Dũng chờ cháo đổ lỗi cho Bộ Chính trị, xem như phủi trách nhiệm. Thời kỳ đó, ông Lô Đức Mạnh tỏ ra lép vế so với ông Nguyễn Tấn Dũng rất rõ ràng. Và kết quả là dù sai phạm nghiêm trọng, nhưng Trung ương Đảng cũng không làm gì được Nguyễn Tấn Dũng. Và dưới thời ông Nguyễn Tấn Dũng, thế lực Nông Đức Mạnh tỏ ra thua kém thế lực Nguyễn Tấn Dũng rất nhiều. Đây là hình ảnh, câu hỏi đặt ra là liệu ông Phạm Minh Chính có mạnh được như Nguyễn Tấn Dũng hay không. Đến năm 2011, ông Nguyễn Phú Trọng tiếp nhận ghế Tổng Bí thư của ông Nông Đức Mạnh. Nửa đầu nhiệm kỳ, ông Nguyễn Phú Trọng đã không làm gì được ông Nguyễn Tấn Dũng. Thế nhưng nửa sau nhiệm kỳ, thì ông Nguyễn Tấn Dũng không thể ngang ngược với ông Nguyễn Phú Trọng như ông Dũng đã từng làm với ông Nông Đức Mạnh được nữa. Hiện nay, ông Nguyễn Phú Trọng có thế và lực đang nhỉnh hơn ông Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, điều cần thiết là trong 5 năm nhiệm kỳ này, ông Phạm Minh Chính phải củng cố quyền lực để vượt lên trên ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, để ông Trọng không thể nào dùng lý do này nọ để ép buộc ông Phạm Minh Chính nữa. Và nếu củng cố tốt quyền lực trong vài năm tới, thì ông Phạm Minh Chính hoàn toàn có thể phớt lờ những cái bẫy mà Nguyễn Phú Trọng đang giăng ra. Và liệu ông Phạm Minh Chính có làm được như ông Nguyễn Tấn Dũng trước đây hay không? Điều đó sẽ được chứng minh trong thời gian tới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay với bản tin Phạm Minh Chính chống dịch, Nguyễn Phú Trọng rình rập cướp công. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.